xin chào độc giả của báo lao động mình là diễm hằng ừ, thứ nhất thì có lẽ rằng là cũng lâu rồi chắc chưa có một cái kịch bản phù hợp với hằng thứ hai nữa rằng là cũng là chắc là do lý do cá nhân của mình cũng đang bận khám phá nhiều thứ quá ở các lĩnh vực khác hành trình của mỗi con người khi mà trưởng thành hơn thì sẽ có rất là nhiều điều thay đổi và diễm hằng cũng vậy à, diễm hằng có rất nhiều sự thay đổi về tư duy về suy nghĩ, về uh, mọi thứ. Nhất là khi Diễm Hỏng bây giờ đã qua tuổi 30. Nhưng chắc chắn là Hằng nghĩ rằng Hằng đang thay đổi một cách tốt đẹp, tích cực, vui vẻ và hạnh phúc. Cảm nhận của mình khi mà mình gặp lại anh Mạnh Quân trong một phim lần này, mình thấy anh Mạnh Quân vẫn có một phong cách thời trang rất là xịt tin, vẫn là trẻ trung. Nhưng khi mà mình làm việc với anh Quân lần này thì Hằng cảm thấy anh Quân rất là chín chắn và trưởng thành hơn rất, rất là nhiều cũng như cách làm nghề của anh cũng có rất là nhiều sự thay đổi và hằng đã học được rất nhiều điều từ anh mạch quân lần này